Rồi tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách móc phần nắp túi ha. Thì ở phần nắp túi này đầu tiên thì mình sẽ khởi tạo ở đây là 21 mũi bính. Bạn sẽ móc cho mình đầu tiên là 21 mũi bính nè. Kéo vào đây là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Mũi bính thì các bạn cứ móc bình thường thôi. Đó, các bạn cứ móc bình thường 21 mũi bính. Đó, như vậy. Móc được 21 mũi. Thì các bạn sẽ quay lại và móc vào hàng thứ nhất, các bạn sẽ móc là 20 mũi đơn thì các bạn sẽ quay lại. Móc vào chân bính thứ hai tính từ chân kim, chân bính thứ nhất, thứ hai. Rồi. Các bạn sẽ móc. Như vậy là 20 mũi đơn. Móc đến hết hàng là 20 mũi đơn. Nha, các bạn cứ móc đến hết hàng. Như ở đây thì mình đã móc được là hàng 1 này, hàng 2, hàng 3 rồi. Được 3 hàng rồi. 3 hàng mũi đơn. Thì ở phần này mình sẽ móc từ hàng thứ nhất tới hàng thứ 5 là 20 mũi đơn. Mỗi hàng đều là 20 mũi đơn, không tăng. Và mỗi lần mình lên hàng á, thì các bạn cũng móc như sau. Các bạn lên hàng thì các bạn cứ không có lên mũi bính ha, cứ quay lại và móc bình thường thôi. Móc vào đây. Đó. Đó là cách lên hàng để cho cái hai cái mép nó sẽ thẳng, thì các bạn cứ móc lên bình thường và không có lên mũi bính. Cứ móc mũi đơn đến hết hàng. Từ hàng thứ nhất tới hàng thứ năm là móc toàn bộ mũi đơn hết. Các bạn lưu ý là trước khi mà các bạn bắt đầu gầy 21 mũi bính, đầu tiên đó là các bạn sẽ trừ một đoạn khoảng 25 cm nhé, 25 hoặc 30 cm như thế này để mà mình khâu vào túi ha. Đúng, các bạn sẽ móc. Đây là mình đang móc hàng thứ tư rồi đó. Hàng thứ tư rồi ha. Rồi tới hàng thứ năm thì cũng móc như vậy luôn. 20 mũi đơn, các bạn sẽ quay lại. Và bắt đầu móc ở đây. Mũi đơn đầu tiên. 20 mũi đơn tiếp. Tiếp tục, mình đã móc xong hàng thứ năm, tiếp tục tới hàng thứ sáu thì các bạn sẽ móc một mũi giảm, 16 mũi đơn và một mũi giảm, tức là từ hàng thứ sáu trở đi thì các bạn sẽ dùng mũi giảm liên tục ở hai đầu để tạo thành mũi giảm như thế này, tạo thành bình tam giác như thế này. Hàng thứ sáu là một giảm 16x một giảm, quay lại móc mũi giảm này. Mũi thứ nhất lấy sợi đưa chân vào, mũi thứ hai lấy sợi, trên khi móc có 3 sợi lấy sợi qua bạc. Đó, móc tiếp 16 mũi đơn, 16 mũi đơn ha. Nói chung là tùy độ rộng của hông túi mà các bạn sẽ tăng giảm cái
cái đoạn mà từ hàng thứ nhất tới hàng thứ năm á, các bạn sẽ tăng hoặc giảm cái phần đó lên. Nếu mà không túi rộng hơn của mình móc á, thì các bạn sẽ tăng lên cái phần. Ví dụ mà không túi mà nhỏ hơn thì các bạn sẽ giảm cái đoạn từ hàng thứ nhất tới hàng thứ năm á, các bạn sẽ giảm xuống. Rồi 16x rồi. Tiếp theo một mũi giảm. Hàng thứ bảy là 1A 14x 1A. Rồi hàng 8 là 1A 12x 1A. Hàng 9 1A 10x 1A. Hàng 10 1A. Thì các bạn cứ móc mũi giảm ở hai bên liên tục cho tới khi nào mà các bạn còn lại chỉ còn lại là hai mũi, còn lại hai mũi đơn thôi thì các bạn sẽ ngừng lại ha. Các bạn cứ móc tiếp tục giúp mình, các bạn sẽ quay lại, cứ móc mũi giảm liên tục luôn, giảm ở hai đầu thôi nha. Rồi tiếp tục một mũi giảm và các mũi đơn, và hai mũi còn lại thì lại móc một mũi giảm vào đó. Tới khi nào mà còn lại hai mũi đơn thì thôi, giảm liên tục tới khi nào còn hai mũi đơn thì thôi. Đây là mình đang móc hàng thứ 7. Tới hàng thứ 8 cũng quay lại, đó có giảm 1A 12X 1A 2X 3 4 5 6 thứ tiếp theo, thứ 9 1A 10x 1A. Cứ quay lại và móc tiếp 1A xong lại mũi đơn 1 2 3 4 6x 1
2 3 4 5 6x hàng 14 là 2A ha. Rồi, nó sẽ được một miếng này tam giác như này. Cuối cùng là 2A rồi ha. Đó. Các bạn sẽ đúc xong lúc này các bạn sẽ kéo sợi qua luôn. Trước khi mà các bạn móc á, thì các bạn sẽ trừ một đoạn dài khoảng tầm 30 cm như vậy để các bạn sẽ may vào phía trên này. Đó, may vào như thế này. Còn ở cái phần dưới này là các bạn sẽ gắn khóa này luôn. Các bạn sẽ dùng chỉ này đi sâu, các bạn sẽ giấu chỉ đi. Dấu sâu lên trên này nên khẳng định dấu ở phía dưới nó sẽ dày quá thì các bạn sẽ gắn khóa một chắc, sẽ đưa lên trên. Rồi miệng khóa nó sẽ như thế này, các bạn sẽ bẻ ra, bẻ rộng ra, rồi các bạn sẽ đưa vào giữa miếng như này, đưa sâu xuống, để căn vào giữa ha, vào giữa như thế này, các sẽ bóp chặt. Bạn nằm mạnh tay thì có thể bóp, còn ví dụ mà tay yếu quá muốn dùng kìm thì các bạn sẽ lót một lớp ni lông hoặc lớp vải ở trên này, việc bóng gì dày xíu. Đây, các bạn sẽ bẻ vô để cho nó khỏi bị chảy cái khóa ha. Lót lên trên rồi hãy dùng kìm bẻ ha. Đó. Sau đó mình sẽ khóa xuống.
trên. Gấu lên trên như thế này. Mình sẽ dùng kim mình khâu lại. Cúng cho thẳng trước nha, rồi mới khâu. Bạn có thể khâu ở trên này cũng được, trên này hoặc là khâu ở mũi dưới này cũng được. Tùy mỗi cách khâu nhưng các bạn có thể tìm những cách khâu khác đẹp hơn. Mình khâu cho chắc khít là được thôi. Cái khoen đây là nếu như mà các bạn muốn khoen nó chắc hơn, không bị lỏng thì các bạn có thể khâu thêm hai đường như thế này, khâu bên trong hai đường lót nha. Rồi sau khi khâu xong thì các bạn sẽ giấu chỉ sợi vào bên lớp trong, lật cái mặt này ra thì sẽ giấu như chăm. Rồi các bạn sẽ giấu chỉ vào trong này.
như vậy là mình đã khâu xong rồi ha. Đó là sình. Rồi các bạn sẽ gắn hột trâu vào đây nhé, nếu mà các bạn muốn làm quai của hột trâu. Vậy là mình đã có một thành phẩm, một cái túi đường kính khoảng 24,5 nè. Đây, điện thoại thoải mái, rất nhiều đồ đó. Thì bạn nào không muốn có phần mắt thì các bạn móc đến đây thôi là các bạn có thể dừng rồi, là có thể không móc nữa. Thì set túi này tại mình đang bán một set có kệ đầy đủ sợi vải luôn là vào khoảng tầm 197.000, là gồm cả sợi, cả chuỗi hạt châu, khóa, xích cua, phen đê và sợi vải và hai miếng nhựa trong như thế này, là 197.000 một set ha. Còn bạn nào mà không muốn móc phần nắp và có khóa như này thì sẽ không có tính phần khóa này vào, là sẽ trừ bớt đi khoảng 25.000. Rồi. Nếu như mà các bạn yêu thích sản phẩm này của mình á, thì hãy bấm like và share sản phẩm này của mình tới nhiều bạn khác nha. Đồng thời các bạn có thể bấm vào theo dõi hoặc subscribe kênh, đến vào tiếng hình cái chuông á, để khi nào mình có video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo là có video mới. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những sản phẩm thật là đẹp.